Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lời? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Còn tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ dưới chén quét nhà làm vườn chăm con. Nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Sợ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa. Hát dở quá trời, nghe nhức đầu thêm á. Anh tính tiền cho em anh. Ngồi nghe. Uống cà phê không yên để ngồi cha tôi nhức đầu lắm. Em về nhé. Ra bay. Cứ giày hoài riết người ta bỏ đi ráo không ai trở lại hết trơn trời. Tôi chọn đường mình đi. Anh ơi, anh phải làm cái gì đó thôi. Nhưng mà cứ kiểu này là anh mất khách chết luôn á. Mới nghe có mấy phút là than rồi, nghe cả đời có sao đâu. Sống chung với lũ đi cưng. Em sắp hết chịu nổi rồi anh ơi. Ê! Thiên Tài! Dạ? Chờ chút. Gì vậy? Nói nghe. Nếu mà ngày xưa ông Mộng Thường không dụ chị á, là bây giờ chị đã trở thành một ngôi sao ca nhạc sáng giá trên bầu trời nghệ thuật. Trời anh! Anh cao thượng vậy luôn á hả? Ừ. Anh vừa cứu một nền âm nhạc Việt Nam đó anh. Anh là vĩ nhân đó em. Đập đấu gì? Ủa trời, bác Tư. Bác Tư, lâu lắm rồi bác Tư không ghé quán của tụi con á. Trời ơi, vui vẻ đâu mà đi uống cà phê. Chúng sanh nó ở mà nó không có đóng tiền nhà. Mày che gì? Tao thấy mày từ ở ngoài lận che gì? Mày ở 2 tháng nay mày không đưa một cắt. Sao đóng tiền nhà? Thứ Tư mới có 2 tháng bắt đầu về sớm vậy, hè chưa hết rồi Thứ Tư. Hè có liên quan gì vụ tiền nhà mày? Thì con đi dạy thêm hết hè tao mới trả cho con mà. Trời đất ơi. Trời ơi trời, mày đi dạy hả? Mày đừng có xạo. Tối ngày mày chui đầu mày vô trong mạng không hà, dạy hồi nào? Trời, vậy là bác không biết là giờ thời đại công nghệ thông tin bây giờ người ta dạy ở trên mạng không mà giờ ai mà gặp nhau nữa bác? Đúng rồi, Thiên Tài nó đúng đó bác. Đâu có dạy bây giờ đâu phải gặp nhau đối diện như ngày xưa nữa. Giờ trên mạng nó qua nó chuyện lại người ta gọi là dạy vi lai đó bác. Trời, chị tào lao, dạy online dạy vi lai là gì? Trời ơi, thiệt tình luôn. Vậy à bác ha, hè hết khu sang còn có tiền đấu bác vậy á. Chị ghi sổ giùm em nha, cảm ơn chị. Mẹ mẹ mày đứng lại đó. Trời trời ơi, nó thiếu tiền cà phê con một tuần rồi đó. Thiếu một tháng rồi. Cái gì? Không cho nó thiếu một tháng rồi hả? Thì nó có nói thu sang nó trả, giờ quán ế nhẹ có người ghi còn hơn không. Trời ơi, Mộng Thường ơi là Mộng Thường. Bác Tứ lo đòi tiền của nó đi nghe. Nó ở trong nhà của bác Tứ á, là mai mốt bác Tứ phải chịu trách nhiệm về nó đó. Nó đi mượn nợ vòng vòng em vòng nguyên cái xóm rồi. Không chừng mai mốt người ta kéo tới nhà bác Tứ hả, người ta đòi nợ rồi, lúc đó bác Tứ đừng có khóc nghe. Trời ơi, nghe không muốn tuột huyết. Trời ơi, cái thằng khốn kiếp. Hè hết thu sang đông lại đến, chăn nệm không còn ấm áp nữa, làm sao qua nổi cái mùa đông năm nay. Xin ơi cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau xoay đá cũng cần có nhau. Tội nghiệp bác Tứ quá. Bác nói sỏi đá cát bụi, không lẽ bác Tứ sắp về chầu trời được hả? Chầu bà nội mày, đồ dung duyên gì đâu à. Gì á, tao đi lộn đường, tao đi qua nhà tao đây nè, giải chồng đi, dòm gì. Chồng vô duyên thấy bà luôn rồi. Ông á tào lao mà, nói tầm bậy tầm bạ cho bác Tứ giận. Cái này không phải là chồng trời đâu, mà biết gì không? Bác Tứ muốn vợ. Tại sao bác Tứ muốn vợ? Ông nghe bác Tứ nói hả, cái gì mà nệm không còn hơi ấm gì đó.
Vậy hả? Ừ. Bác Tư muốn vợ. Tư. Dạ. Tư khỏe không? Khỏe. Chuyện gì à? Mùa này lạnh lắm á. Dạ đúng rồi, trời trời nó nhức lưng dễ sợ luôn. Bởi vậy phải cẩn thận. Dạ. Mặc áo ấm vô. Mặc áo ấm vô. Tối ngủ phải mang vớ. Rồi chăn nệm rồi phải coi coi nó có đủ ấm không nha. Cái mùa đông lạnh lẽo sắp tới rồi. Dạ. Sao cảm thấy nó buồn buồn. Tôi muốn nó ấm áp á. Nên tôi muốn thay đổi cái cuộc sống một chút xíu. Thay đổi. Thì có lạnh đó, nhưng mà đúng đâu có lạnh đến cái nỗi mà buồn mà mình phải thay đổi đâu. Đầu lạnh, lạnh lẽo lắm. Qua đây có chuyện gì? Qua định tâm sự với Tư. Định có chuyện gì? Ngỏ lời với Tư. Lời gì? Sao tôi ngại miệng quá. Trời ơi có gì đâu, trời ơi hàng xóm ngày nào cũng gặp nhau. Trời ơi tôi với anh nhiều khi còn giận hơn. La lối ôm xòm mà ngại thì vậy đó. Nhưng ngại mà trong gì? Bụng mình à, quý nhau. Quý chứ không quý, không bao giờ tôi cho thì... ai mà bước vô nhà tôi đâu. Thì đó. Dạ. Tôi biết tánh của Tư mà. Tôi suy nghĩ kỹ lắm tôi mới quyết định bữa nay phải nói với Tư. Má ơi. Tôi ngại miệng. Má ơi má. Chết gì con? Má Tư ơi. Ủa, bác Tư. Dạ. Ủa? Chào bác Tư mới qua. Ủa bác Tư, bác Tư cũng có mặt ở đây nữa hả? Bác Tư. Má. Bích xeo, bích xeo. Siêu thị đang đại hạ giá trội, giảm tới 20-30% luôn. Đúng không? Đi hốt hàng, hốt đi hàng liền, đi liền, dạ, dạ. Đi liền chứ không thôi, nhiều khi nó giảm giá có một ngày thôi đó. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Ủa xin lỗi con xin lỗi nhưng mà má với bác Tư đang nói chuyện. Chuyện gì nói liền đi. Bác Tư có chuyện muốn nói chuyện gì? Không có chuyện gì đâu. Nói thì lúc nào nói không được. Nói nghe. Thôi mấy má con đi siêu thị đi. Thôi. Rồi tôi nói sao nha. Thật ra cũng có chuyện gì hết. Bác đừng có ngại. Ngại gì đâu mày, khùng quá à. Thôi bác về trước ha, ngồi chơi nghe con. Dạ. Về nghe Tư. Dạ. Trời đất ơi ngại miệng quá. Ủa má. Sao bác Tư có cái vẻ gì nó ngộ ngộ ha. Không biết nữa, tự nhiên ông qua đây rồi ông nói rồi ông cười hề 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 hề. Rồi tự nhiên nó vậy thôi đi về. Trời ơi bác Tư. Bác Tư là phụ nữ mà bác Tư không có nhạy cảm gì hết trơn. Không nhạy cảm. Dạ. Là sao? Ý bác Tư mà bác Tư không hiểu hả? Là sao? Trời ơi bác Tư qua đây là muốn cầu hôn bác Tư. Cái gì? Cái gì con? Thôi nha, không dám đâu. Đừng nói bậy bạ. Thôi đó, tôi già rồi đó. Nói vậy nó cứ cười cho. Ôi tin con đi. Mới hôm bữa hả, bác Tư qua quán cà phê của con á, tâm trạng mặt bác Tư buồn xo à. Bác Tư nói là chăn nệm không còn hơi ấm. Đúng rồi, hồi nãy nói vậy đó. Nó buồn, lạnh lẽo. Dạ đó. Cần một người đắp chăn chung. Đó. Mà cái người đó là bác Tư. Thôi à, mấy đứa con nít nói tầm bậy tầm bạ. Người ta già rồi, mình đừng có nói vậy. Tao bất ngờ. Trời ơi mắc cỡ. Trời ơi cô bé kìa. Ôi, bà làm bé thích lắm á mà làm bộ. Nhưng mà tôi nghĩ á, coi chừng bà hiểu lầm cái gì không. Chứ làm sao mà có chuyện đó được. Chuyện gì có thể hiểu lầm. Chứ tôi nhạy mấy chuyện lắm, không thể nào hiểu lầm được. Bác Tư đã nói lên cảm xúc của mình như vậy rồi. Tại do bà đó, bà không có hiểu. Bà phải biết một điều á, tuổi trẻ tụi mình á là cần hạnh phúc đúng không? Nhưng mà những người tuổi già, tuổi xế chiều á là người ta cần hạnh phúc gấp mấy lần như vậy. Bà phải nhớ một điều, có hạnh phúc á thì mới sống trường thọ. Đẹp chưa? Trời ơi. Lộng lẫy dữ ta. Lãng mạn không? Lãng mạn không? Đẹp á chị. Lần này là ổng tỏ tình là dính chắc rồi. Chứ còn gì nữa. À chị. Hả? À trước khi ổng tới chị cho em mượn chỗ này được. Làm cái gì? Em tỏ tình với Linh Chi. Điên hả? Điên làm cái bác Tứ không có tỏ tình với Linh Chi. Khùng khùng gì đâu. Rồi bây giờ vô kế hoạch. Mong thương. Anh á bây giờ anh chạy qua nhà bác Tứ. Anh nói với bác Tứ á là bác Tư tìm bác Tứ nha. Ok. Còn em á, em chạy qua nhà bác Tư. Em nói với bác Tư á là bác Tứ tìm bác Tư. Dạ rồi, em biết rồi. Nhanh, lẹ nha. Trời ơi, còn mình bây giờ mình sẽ đặt cái máy camera ở đây để mình quay lén hai người.
Xong sau đó mình tung lên Facebook, bảo đảm sẽ triệu like. Và sau đó quán cà phê của mình sẽ thiệt là đông khách. À, thì ra chị gà cho hai người đó yêu nhau để quảng cáo cho cái quán của chị, tư lợi cá nhân đúng không? Lúc nào em nghĩ xấu cho chị trơn trọi. Chứ sao nữa, chị giúp là giúp bác Tứ, rồi sẵn luôn cái dịp này là một công đôi chuyện bia cho quán cà phê luôn, hiểu không? Ủa, bộ quán chị nổi tiếng rần rần em không vui vậy? Không. Trời. Em giỡn chị thôi. Vui chứ, chị giúp hai bác là em phải vui chứ. Ừ, thế lãng mạn rồi. Được. Trời ơi, gió quá trời. Ê, đừng có gió nữa. Sao rồi? Xong hết rồi. Ừ. Ê, bây giờ núp vô trong. Núp hả? Trong. Ừ, để quay. Nhanh lên, nhanh lên. Tớ ơi. Làm gì quá vậy ta? Tớ ơi. Tớ. Ừ. Tớ. Trời ơi, lãng mạn quá. Dễ thương quá. Không biết Tư có đồng ý không? Nè, tôi á, là tôi thấy ông á là người đàng hoàng, đứng đắn, có trách nhiệm đó nha. Cho nên tôi mới đợi, chứ không phải là tôi dễ dãi đâu đó. Như vậy là đồng ý phải không? Vậy ngày mai Tứ qua Tư lấy nhờ. Hả? Mai làm liền nha. Sao mà sớm vậy? Càng sớm càng tốt nữa. Vậy phải từ từ chứ. Thôi đừng có từ từ, lớn tuổi rồi. Từ từ chi, quyết cái là lấy liền. Lấy thì cũng phải có lễ nghĩa đàng hoàng chứ. Gì lễ nghĩa gì? Mượn tiền thôi mà cần gì lễ nghĩa trời. Gì vậy? Gì vậy? Bị gì vậy? Mượn tiền. Đúng rồi. Không phải cầu hôn hả? Cái gì cầu hôn hả? Không phải. Thằng Thiên Tài nó ở nhà của Tứ mà 2 tháng rồi nó không có đóng tiền nhà. Mùa đông sắp tới rồi, mền mùng chiếu gối nó hư hết rồi. Tứ định là Tứ bỏ hết mua một đống đồ mới, nhưng mà tiền đang kẹt, cho nên là mượn đỡ Tư đó. Rồi Tư cho Tứ mượn, rồi Tứ có tiền Tứ trả. Thôi, cũng vậy vô duyên. Chỉ mượn tiền thôi, đúng không? Rồi ông già đáng ghét, đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa, đừng không đem nói chuyện với ông nữa. Thôi đấy, nè, cái gì nữa mà giận hả? Từ từ, bớt giận. Ra là mượn tiền cũng chỉ là cái cớ thôi. Còn Tứ cũng muốn ngỏ lời cầu hôn với Tư lâu rồi, nhưng mà tại sợ Tư không đồng ý cho nên Tứ chưa có dám mở miệng. Thôi sẵn người ta cầu hôn luôn đó. Thở chứ bà luôn á. Cầu hôn á. Chị cầu hôn hả? Hiểu không? Đừng quý ra nè. Có nè. Dạ rồi nha. Đồng ý đó. Hả? À, cái gì? Đồng ý đó. Vậy là chịu nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vô duyên. Đâu phải sinh nhật đâu, happy birthday tụi con. Lộn. Anh Thường, bữa nay có hai anh em mình á, tâm sự mỏng một cái được không? Là trong tháng này nè, anh bị đòn bao nhiêu lần?
60 lần là giảm hay tăng? Tất nhiên là phải giảm rồi. Rồi được giảm luôn hả? Ừ, tháng trước 90 lần, ngày 3 cử, giờ còn ngày 2 cử thành có 60 lần à. Ủa mà sao được giảm hay vậy? Anh mày á, biết thương yêu vợ, chiều chuộng vợ, nghe lời vợ thì được giảm thôi. À, nghe lời hơn rồi đúng không? Ừ. Hay á, bí quyết đơn giản. Dạ. Còn chú mày sao? Tăng đột ngột anh. Sao vậy? Thì đó bình thường mà, tại vì thứ nhất là không có làm thất nghiệp nè. Rồi thứ hai là đi nhậu về trễ nè. Trời ơi, có mấy cú như chề gián anh. Vô mà vô cái hiểm không nha. Sao? Chỏ mà trứng vô lưng, gối mà cho lên mỏ thì anh tính nghỉ đi. Hèn chi cái mỏ chú bữa nay thấy nó chề hơn luôn á. Nó sưng anh, nó bập bập xuống anh, khổ lắm anh ơi. Ui sao mà thân phận đàn ông mình khổ thế này. Ai, bởi vì Minh Hoàng, có khi nào trong đầu chú mày suy nghĩ một ngày nào đó chú mày sẽ dùng lên đập vô mặt vợ của chú mày không? Trời ơi, ngày nào muốn suy nghĩ anh. Vậy hả? Ngày nào cũng nghĩ tới chuyện đó luôn á. Rồi sao? Mà làm thì chưa dám làm. À, có suy nghĩ không? Đúng rồi, còn anh sao? Anh thì anh sợ. Anh sợ lắm hả? Ừ. Anh sợ gì? Anh sợ tiên xa chết. Gì ghê hả? Anh làm gì mà tiên xa chết? Quýnh vô mặt cái chết liền. Trời ơi, dám quýnh luôn hả? Ừ. Vậy là anh gan em rồi. Anh mày mà. Tao bữa nào làm thử em coi coi. Không, chỉ nghĩ vậy thôi chứ đâu dám làm. Bà đi vô đây, bà theo tôi. Nhanh cơ bà lề mày. Tôi nói bà đi đâu cũng phải nhanh gọn lẹ hết trơn. Quán nghỉ anh ơi. Tôi không có uống nước bây giờ nha. Tụi lâu cáo. Cái địa chỉ đâu? Dạ, cái địa chỉ. Lấy ra. Để trong điện thoại đi. Anh mở cái điện thoại lên liền nha. Cái điện thoại hết pin rồi. Trời đất ơi, tôi giỡn với bà hả bà? Tôi dặn bà rồi là bà lấy tờ giấy cây viết bà viết ra. Bà bỏ vỏ bà cần bà lấy ra bà mở. Bây giờ bà lưu cái điện thoại bà. Cái điện thoại bà hết pin. Tối nay tôi bà ngủ đâu? Anh ơi em xin lỗi, bỏ qua cho em đi. Lỗi phải đi. Lỗi bỏ qua cho em đi. Bà nói tiếng nữa tôi bột tay bà gãi răng. À anh nói nghe nè anh ơi. Cái mình là đàn ông với nhau không à. Mình nói chuyện với phụ nữ á, thì mình đừng có động tay động chân. Nhất là những người giúp việc nè, người ta cũng nghèo khổ, người ta mới làm cho mình chứ đâu phải sung sướng gì đâu anh. Cái gì? Giúp việc hả? Được. Vợ con đó hai bà. Hả? Vợ ông mắng chửi vậy hả? Chửi mới là nhẹ thôi ha. Tôi nói cho bà nghe. Được. Bà nín nghe chưa? Thấy chưa? Bà khóc nữa bà ăn bọc tay với tôi liền ngay tại đây là nói gì. Anh ơi, vậy tối nay mình ở đâu á? Hay là mình ra khách sạn mình ngủ trở một đêm đi. Bà đi hả bà? Hả bà? Trời, anh sao vợ anh mà anh xô té cắm đầu vậy? Vợ tôi xô. Tôi xô vợ hai anh chưa? Anh kia. Vợ anh mà anh đối xử vậy hả? Anh có phải là con người nữa hay không? Tôi không là con người chứ là cái gì? Mà tôi nghe đồn là cái xóm này là cái xóm xì vợ đúng không? Ai đồn bậy vậy? Yên tâm. Kể từ ngày thằng Bảo này nó về đây, tôi sẽ cải tổ cái xóm này, sẽ thành cái xóm không sợ vợ nữa. Alo, tới gấp nha Minh Hoàng. Ừ, Bảo nó sắp tới rồi đó. Mình phải chứng tỏ cho nó biết là hai đứa mình không sợ vợ, hiểu chưa? Rồi tới gấp đi. Ok. Quán coi cũng đẹp quá ta. Uống gì? Cho ly cà phê coi sợ vợ. Tôi sẽ chứng tỏ cho anh biết tôi không sợ vợ. Tiến xa, pha một ly cà phê cho khách. Ê, kêu ai vậy? Tôi nói cô á, pha một ly cà phê cho khách nhanh lên. Ông ngon kêu lại lần nữa coi. Tôi nói cô á, pha một ly cà phê cho khách, nghe chưa? Trời ơi, bữa nay ăn gan cọp hả? Không dám sai tôi hả Mộng Thường? Tôi sai cô đó. Trời ơi, tới xuống rồi. Ôi là Mộng Thường. Đi vô đây, nhanh lên. Trời ơi, nó gồng chứ. Thì ra nó cũng là thằng sợ vợ thôi. Gồng chi cho nó mệt. Thường ơi. Kiếm Thường hả? Tôi kiếm anh Thường có liên quan tới anh đâu. Vợ đang quánh trọng quánh bầm dập luôn. Ai quýnh ai? Vợ ông quýnh ông. Làm gì có chuyện đó. Trời, vậy kế hoạch của mình sao ta? Kế hoạch gì? Kế hoạch gì kệ người ta. Kế hoạch quá gia đình được không? Ý tôi nói là bây giờ là tôi á, là con vợ tôi nấu cháo gà cho tôi ăn. Xong cái bây giờ tôi đem một phần qua cho anh Thường ăn có được không?
gì? Phải không? Sao không phải? Anh nghi ngờ đúng không? Anh nghi ngờ tôi là tôi ở nhà tôi sợ vợ đúng không? Nè, tôi chứng minh cho anh biết nha. Tôi không bao giờ sợ vợ. Ở nhà tôi nói một tiếng, con vợ không dám trả lời tiếng thứ hai. Thì ở đó ghê vậy đó hả? Trời, tôi chỉ cần có thèm cháo gà thôi là 5 giờ sáng dậy đi mua gà, mua gạo gì nấu cháo tôi ăn liền. Đừng dân mặt. Minh Quang. Minh Quang. Nè. Trời đất ơi, đem cậu mới đi đâu vậy? Hả? Anh dở mặt hả? Anh nói anh nấu cháo tôi ăn mà anh đem còn bên đi đâu hả? Cháo nè. Anh đem cho cô nào? Có cho ai đâu, tại vì nấu xong mà tính múc ra đem đi đưa cho em ăn mà chưa kịp đem. Anh lý sự với tôi hả? Anh lý sự phải không? Đây nè, cháo còn y nguyên nè, tính đem cho cô nào? Có đem cho ai đâu. Bước lại về nhà liền. Đi về. Trời ơi, nó tự nó nấu mà nãy giờ nó đồn, nó la vợ, nó nấu cho nó ăn, nó làm cái ghê quá. Kệ người ta. Tôi nấu cho vợ tôi ăn, mắc mớ cho anh. Cái này là tôi không phải tôi sợ vợ tôi, mà tôi nể, tôi thương vợ tôi thôi. Đừng nói nhiều, bước về đi. Dạ. Biết tại tôi chứ. Ê, tạm biệt, không sợ vợ nha. Thì ra hai ông này là hai ông sợ vợ. Cuộc đời không ai như thằng này. Ê, chiến hữu, phải pháo gì vậy chứ? Thôi, qua đây ngồi anh ơi. Ê, cái gì vậy? Mấy người này lạ ha. Tự nhiên gặp tôi xa lánh tôi là sao? Trời ơi, tự nhiên xa lánh với bộ nghi thơ không biết kìa anh. Tụi tôi á không có chơi với mấy người đánh vợ. Mấy anh nói chuyện vô duyên. Vợ tôi đánh ai đâu như mấy anh sợ vợ bị vợ đánh hoài. Tôi nói cho anh biết nha, tụi tôi không phải là sợ vợ mà là tụi tôi thương vợ. Đúng, với lại vợ tụi tôi sợ mắc mớ tới anh. Không như ai kia suốt ngày đánh vợ hoài. Nè, có ngon, bữa nào ra đường cũng vợ người ta kìa. Mấy hay, mấy bảnh vợ mình. Thôi, anh Thường ơi, em cảm thấy em ngồi ở đây em bực bội khó chịu lắm kìa. Mấy mình đi chỗ khác đi. Ê khoan, bây giờ hỏi có bán cà phê không? Không bán. Quán này không bán cho những người đánh vợ, những người kém văn minh, không bán. Thôi mình đi ăn bận Thường ơi. Đi. Nè, đánh vợ hoài đi nghe chưa? Bữa nào á, bà bỏ đi luôn cái lúc đó ân hận. Lúc đó ân hận. Làm gì có chuyện đó. Vợ ơi, trời ơi là trời. Vợ tôi đâu rồi? Mấy anh ơi, anh Thường. Anh Thường ơi, anh Thường. Ra, tôi hỏi cái này thôi đi. Trời ơi, nhanh đi mà, người ta đang gấp mà. Gấp gì, không mưa mà gặp hoài à. Thấy vợ tôi đâu không? Không biết. Trời ơi, mấy anh nói chuyện. Anh chính anh hồi nãy nè. Anh nói là vợ tôi bỏ đi, đúng không? Vợ anh bỏ đi liên quan tới tôi không nội? Trời ơi, thì anh suối nó mới bỏ đi. Ê, bậy bậy nha, anh nói vậy không được nha. Tôi không phải là dạng người mà ăn cơm nhà lo chuyện người ta nghe chưa. Vợ anh đâu, anh tự đi kiếm đi, chị hỏi tôi. Trời đất ơi, rồi bây giờ vợ tôi đâu ta? Ủa, mà sao không biết vợ ông bỏ đi? Thì nó đi, nó để nó viết cái thư lại. Cái rồi ly hôn các kiểu, bây giờ tôi điện thoại nãy giờ nó có bắt máy đâu. Đó, cho anh chừa. Cho chừa cái đợt quýnh vợ, quýnh con. Trời ơi, thôi mà nói hoài mà người ta đang nói cái gì? Tôi nói anh nghe nè. Phụ nữ người ta là được trân trọng, là phải yêu thương. Mình không yêu thương họ thì thôi đi, còn đánh đập họ nữa, sao người ta chịu nổi? Vợ chồng á, người ta là phải biết hòa thuận đúng không? Phụ nữ ta đã bỏ nhà, người ta bỏ cha bỏ mẹ, người ta về, ta chăm sóc cả cuộc đời cho mình. Không thân trọng người ta là thôi, rồi còn đánh đập người ta nữa. Trời ơi, tôi biết rồi, nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn vợ tôi về thôi, chứ tôi có dám đánh nữa đâu. Trời ơi, tôi thề luôn đó, không bao giờ tôi dám đánh nữa. Làm ơn cái đâu đi về giùm cái. Anh em mình giờ chia ra, đi tìm nha. Giúp giùm tôi, lần này tôi mang ơn hai anh lắm, tôi nói thiệt. Hối hận rồi phải không? Hối hận thiệt mà. Hứa là mai mốt không được đánh vợ nữa đúng không? Tôi hứa. Hai ông rảnh tự đứng vỗ tay. Đi tìm vợ giùm tôi đi mà. Cần gì tìm? Hả? Nè, qua nhận hàng. Ôi vợ, em bỏ ở đâu vậy? Anh đi tìm em làm gì? Anh đâu có thương em đâu mà anh đi tìm em. Anh thấy không, nguyên cái xóm ở đây nè, ai cũng trân trọng vợ hết. Có mình anh là không có trân trọng em, không có thương yêu em. Vậy bỏ anh đi nha. Em anh năn nỉ, anh năn nỉ. Anh thề em luôn, không bao giờ anh dám làm gì em nữa. Đánh đập hành hạ em là không, anh sẽ trân trọng em, anh hứa. Anh hứa anh năn nỉ lần này thôi, anh năn nỉ em nhiều lắm mà. Đó, cũng câu nói này mà ngày xưa tôi nói cho vợ tôi là Thùy Linh nghe đó.
Tôi cũng nói cho Tiên Sa nghe đó. Mệt. Em hứa phải giữ lời nghe không? Tôi hứa bà. Ê Minh Hoàng, số mình sắp có thành viên sợ vợ nữa rồi. Đông vui mà. Sai. Tôi không có sợ vợ, mà tôi nể vợ tôi thôi. Ê, cái này chỉ nói thôi, phải hành động đi chứ. Đúng rồi, phải hành động đi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời, sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên này nhất. Từ dưới chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ.